Ừ, thanh lý các bác ơi, nhanh tay. Chọn ngay lấy mặt hàng ưng ý giá vừa tiền. Thanh lý hai con này giá lỗ luôn. 2 triệu đồng một con. Lỗi nhẹ. Không phải lỗi do chất lượng sản phẩm mà lỗi do vận chuyển. Đó. Con này nó nứt nhẹ một chút đây, tôi đã bôi keo bên trong và dựng cứng cáp, lấy búa đập không vỡ đâu. Con này là EQ Enkel 480M. Bề ngang 44, còn con dưới là Eroica 97S. Tất cả các chức năng hoạt động nhạc vẫn ngon lành, hoạt động hoàn hảo. Con cho dưới thì nó nứt nhẹ cái kính ở bên trong. Đó. Dùng cần gạt chỉnh nhạc 2, 4, 6, 8, 9 cần một vế. Con trên, con dưới là chắc 7 cần. Đó. Đấy là nút có lọc và không có lọc. Nhưng tôi đang gạt cái thấp nhất nên là bấm không có lọc nó sẽ tiếng to hơn. 2 triệu đồng một con. Giá lỗ luôn. Rất hiếm khi có những cơ hội như này. Bề ngang 44 con trên, bề dưới con 242. Điện 210 và điện 220 và điện 100. Đây là thông số con này, tôi đang quay video của nó đấy. Đây là đường vào line, đường vào âm thanh, đường ra âm ly, đường vào còn lại trên này. Con dưới cũng như vậy. Tôi sẽ mở to, mời các bác cùng nghe. Góc cạnh còn đẹp long lanh nhá. Xước sát thì phải có nhưng sứt mẻ thì không có đâu. Có mỗi nứt một chút kia và nứt ở đoạn con dưới con. Nói chung là chỗ nào cơ bản bị làm sao tôi sẽ báo hết. Bởi vì tôi bán là phải thuận mua vừa bán. Tôi sẽ chỉnh nhạc lên này. Rất a phê luôn này. Bát lên này. Bát xuống này. Đẹp lên. Có lọc và nó phê lắm các bạn ạ. Người yêu hỡi xin đừng quay bước vì em đang trong yêu anh. Tình yêu đâu ngại ngùng xấu ăn tình ngàn chung muốn bé dâu ăn nào biết đâu. Này người yêu hỡi tâm tình em đó ngàn năm. Các bác đeo tai nghe hoặc là nghe qua bộ dàn âm thanh sẽ rất rõ ràng nhé. Đây tôi vẫn đang để mức thấp đấy, nếu kích lên thì tiếng nó to lắm, ngồi cạnh thì không muốn nghe to quá. Không có lòng. Xin chào.